Xin chào các bạn. Ngày hôm nay nhà mình mua được một mớ sườn non rất là ngon nè các bạn. Đây là sườn non và có rất nhiều thịt bám vào trong đó. Mình định làm món sườn que nướng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp một ít hành, tỏi, băm nhuyễn vào đây ha. Một ít ngũ vị hương để tạo cái mùi thơm. Mình rất thích ăn cái món nào có ngũ vị hương các bạn. Rồi cà ri, màu cà ri nậy. Vừa ướp vô là đã thấy có mùi thơm ngon rồi đó các bạn. Hạt nêm cần no cũng như là muối, bột ngọt, nước mắm tùy theo khẩu vị của gia đình mình mà các bạn nêm vào đây ha. Thường thì cái món này mình mua về buổi sáng thì buổi chiều tối mới ăn. Mình ướp cái khoảng thời gian nó hơi lâu á để cho gia vị thấm vào cây sườn. Đó, thì bây giờ mình sẽ trộn lên. Buổi sáng nhà mình có tiếng chim hót líu lo luôn đó các bạn. Đó là lý do tại sao mình bỏ Sài Gòn về thành phố, về quê để sống. Rồi, bây giờ thì sau khi ướp khoảng 4-5 tiếng thì mình sẽ lấy ra để mình nướng. Lửa còn cháy quá trời. Mình để xuống như vậy để cho nó đỡ cháy các bạn. Mình thì rất là thích ăn cái món nướng này các bạn. Và mấy đứa nhỏ thì mình cũng thích nữa, đặc biệt là sườn que nướng. Nhưng mà ở đây mình mua sườn que ở cái nơi chất lượng nha các bạn nha. Và mình không dám mua những cái đồ trên mạng, thực phẩm đông lạnh. Trên mạng nó bán cái giá rất là rẻ. Nhưng mà thực sự là không biết cái nguồn gốc của cái loại sườn đó ở đâu. Cho nên là mình không dám mua. Lửa này thì hơi lớn các bạn, mình nướng lửa nhỏ nhỏ nha các bạn. Lửa nhỏ nhỏ thì cái miếng sườn mình đã đảm bảo chín mà cái độ vàng, độ giòn của sườn đó, nó vẫn đảm bảo nữa. Còn nếu mà lửa lớn quá thì nó sẽ mau khét. Này là lửa hơi lớn rồi. Mình chờ cho cái than nó đỡ đỡ nóng các bạn. Đó, bây giờ thì lửa nó đã vừa rồi đó các bạn. Mình cứ nướng như vậy cho đến khi nào miếng sườn nó chín thì thôi. Trong khi chờ đợi thì tâm sự một xíu về cái tình hình dịch bệnh Covid các bạn. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đã quá trời nhiều ca luôn rồi. Mình cứ mơ ước làm sao để sáng thức dậy á, không còn cái dịch bệnh nữa, để cho quê hương mình được yên ổn, tâm hồn mọi người được an bình. Nhưng mà tình hình này cũng hơi khó đó các bạn.
dân của mình á vẫn phải đi ra ngoài đường, vẫn phải đi ra chợ, rồi vẫn phải đi làm, cho nên là cái nguồn lây á nó vẫn cứ đang xéo đang chéo nhau, không biết chừng nào mới hết dịch được. Mình ngồi ở đây mà nghe cái mùi thơm quá trời luôn các bạn, thơm nức mũi luôn á. Bắt đầu có những cái miếng thịt đã được chín rồi đó các bạn. Mình sẽ dồn lại để mình bỏ thêm vô cái vỉ đó. Cái món này là mình không có làm ở nhà, tại vì nhà mình là không có bếp than, cho nên là mình lên nhà của ngoại của mấy nhỏ đó mình làm, là nhà mẹ ruột của mình á. Thì nhà của mẹ ruột mình á thì gần sát mặt lộ các bạn, cho nên là rất là ồn, tiếng xe cộ chạy qua chạy lại, rồi tiếng của mấy đứa con nít nó giỡn nữa, cho nên là mình không có để những cái âm thanh thơm thường được, cho nên là mình phải tắt âm thanh đi và mình lồng tiếng lại, cho nên là các bạn không nghe được tiếng xèo xèo, rồi không nghe được cái tiếng thực chất của cái đang nướng rất là ngon luôn, rất là thơm luôn các bạn, rất hấp dẫn, nhưng mà là thật sự là không để nghe được. Nếu mà mình về mình lồng tiếng lại thì mình sẽ mất thời gian hơn đó các bạn, tốn nhiều thời gian cho cái video hơn. Nhưng mà thật sự là ở nhà ngoài mình thì là không có lấy được cái âm thanh, rất là ồn ào luôn. Còn ở nhà mình thì nghe mấy tiếng em dịch rất kêu. Rồi và đây là sản phẩm của mình sau khi nướng xong nha các bạn.